to đấy. Quay tay chim đây. Út con to lắm. Ui ôi. Ôi. Chim to. Mày bắt mấy con mẹ bắt rồi. Mày bắt mấy con mẹ ăn về. Mẹ thả. Đưa đường bắt lên đây. Bắt lên đây. Thả đi. Thả đi. Thả đi. Anh giữ đây để bắt cái chim vào vườn. Để cho anh ra. Ui con này đẹp to à. Ui. Đấy chim bắt vào luôn. Vào luôn đừng mất mạng nó chết. Đấy rồi vào vườn à. Đừng có cho tay vào mồm nó cắn cho. Đấy mẹ đấy. Đấy nó to đấy, con to đấy. Ui này to à, con này to. Ui không có đâu mà bắt thả ra sau. Tuấn mang rổ đây để xúc tép lại. Tép xúc đầy một rổ nó thả ra to lớn. Nếu để sang năm rồi nó lên 3 cân nhỉ. Ôi giời. Nhiều tép thật đấy. Con này bà nhá. Đấy, Tuấn cầm cái đấy ra. Tải ra đâu? Để chậu. Anh bảo mày cứ để nguyên thế trắng cho sống đã. Sống đi đâu bắt lên thì em lại chịu tải. Chú ạ, chú ơi, tép này đúng có tải. Chuẩn nhất. Con này sao không bé? Sao là? Bắt lên mấy cái này. Anh lên đây. Đây này anh lừa ngay là bà phải rồi. Nhưng mà không ấy được đâu, phải dốc bỏ nước đi, cái tải đấy nó không bí, nó bí nước, nó không ra được nước đâu. Không nước nó bục vào tải bục mà anh. Ôi, to quá kìa. Đây, cái đấy. Em bắt. Mẹ cứ bắt lên bảo gọi các gì cái cất dầu để mỗi cái mẹ nó mít. Thấy không? Wow. Mất mỗi nhà mấy vài cân là hết mà, có gì đâu mà. Mẹ bắt đây đây đây, mẹ bắt. Wow. Này bé. Bé. Wow. Khanh khanh cái là được. Bể ở đâu ạ? Bể đây, ngay đây thôi, khanh bể ở khanh. Ờ bể đây. Bể ngay đây. Ui giời ơi. Ui đây chim này. Đây là tép nó đổ hết. Ờ đúng rồi, bao thuyền đúng không? Tép bỏ thuyền đấy. Ui giời. Đi thuyền, sao đi thuyền nhỉ? Nhà bác Sơn ướt quần áo. Ông Sơn mở điện thoại trên đấy nó mà ộp. Ôi, quần đấy là cá coi ấy, đấy là cá coi ấy. Điên thả nó bể, để cái bể cá cảnh nghe. Điên nó con. Dương ơi, đang đưa cho con. Con cá đỏ. Cá đỏ. Cá đỏ. Xì xì xìu cả chép kia về mai nấu trả cho Quyên. Ui cả trời. Trong này nó có 3 con, 3 con. Trong này nó là, trong này nó là. Thôi rồi, thôi rồi. Thử rồi, thôi nhanh. Đấy, không có rồi. Wow. Ui, con đấy nó to đấy. À, thu bớt lưới lại. Ui dồi ôi, dọn bể nhỉ. Nhiều tép nhỏ. Ui chú trắng à. Con ơi đừng im đây cả ngã con. Đúng rồi. Thế để con chó nó cắn cho bà không chịu trách nhiệm đâu. Đi ở đây nào. Bé gì 4 5 cân con bé. Bẹ nhiều quá. Đang xúc thế làm gì? Xúc đây này. Bỏ cái mẹ ra ra nhỏ bẻ bỏ mẹ. Ừ, cho mẹ đây. Trời. Ui giời, con này to nữa. Ui giời. Nhà mày. Thôi, ui giời. Ôi thôi, chết rồi. Chưa, con chắn. Bắt luôn.
Đấy. Ông thống này bị quệt vào kia lại chảy máu rồi. Ui giời ơi. Như cái con đấy nó rút vào đấy đổ luôn ra ngoài đi. Cầu đổ luôn. Tiếp dục. Kinh không? Chặt một thùng. Đừng cho nó ra nữa. Vẫn còn mấy con này. Bây giờ chỉ vớt tép thôi, chim hết rồi. Đưa rổ xanh đây để vớt tép. Mẹ này, nó vẫn được con cá chim rồi, nó cứ đi nhà như là của nhà nó. Ui. Có đấy 5 cân. Trời gì gà 5 cân này đã. Cá dọn bể. Cá trôi, ai bảo cá dọn bể. Bạn dọn bể. Với tiêm cho anh Túc ơi. Đấy, thôi đi tép cho này chứ. Thả dọn bể cho nó lớn. Thôi, thì phải được thế. Anh đưa sổ này. Đấy. Anh đi con mái à này. Con Rô Phi đánh phát được tay này. Thả lớn đi. Thả rồi đi. La anh em tối đưa ra ra ngoài rồi. Con chép nó em muốn chép tổ nó thằng. Em muốn chép tổ nó thằng. Em chép tổ nó thằng. Em chép tổ nó thằng. Em chép để bớt hết vào gốc cây cho nó. Ui, chiếc anh minh của chiếc ui, chiếc ui quá này. Mẹ ơi. Mẹ. Em mẹ cần chơi cho bạn chứ này. Ui ui ui. Anh đưa cái rổ đây. Anh đưa cái rổ xanh để hớt tép lốt cho này. Biết. Đấy mà biết. Rổ phi, em mẹ bắt đi rổ phi to mang về đường đây. Được không? Ôi, con mẹ. Bắt con mẹ ăn. Ôi, con mẹ. Mẹ, con mẹ. Mẹ, con mẹ. Mẹ, con mẹ. Con chơi với mẹ. Thôi, hàng mẹ. Thôi, mẹ được. Thôi mẹ rô phi về nước. Thế là ngon nhất. Đeo cả chim văn cả mặt. Thôi để còn lâu để nuôi giống. Thôi, thả nó nhá. Không còn con chép trong này mà để tao bắt con chép.